có một khoảng không gian vắng lặng, rồi gợi lên những cái nỗi buồn mà có lẽ là mãi mãi không quên. Thì trong cuộc đời con người có lúc như thế này, có lúc như thế kia, nhưng mà cái hiện tại là luôn luôn dằn vặt bởi kỷ niệm của quá khứ. Cho nên là những lời này là những lời tâm sự, nếu có người nghe thì tốt, mà không có người nghe thì mình nghe để chi, ôn lại những kỷ niệm đã qua. Vì mỗi người trong cuộc sống đều có một cái hành trang riêng, vậy thôi. Nhạc này về mình tôi trên mấy khuya, tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió, tôi xây lại mộng. Năm xưa biển này người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng, đêm nay còn trăng soi. Trên bãi kia không người tình, cá trắng thơm tho lùa vào một nắm tay, nào ngờ cát tuôn ra dần già, chẳng có hay ân tình trong tuổi 20 bao giờ cũng mau phai, cho ngàn thông reo âm vang từ đó. Trên bãi hoang ân tình tôi chỉ khăn tay, ai gào ai giữa đêm trăng, cho từng lớp sóng kêu than. Nhà Trang ngày về ngồi đây tôi lắng nghe, để mê lòng tôi ôi trắng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi không có nuôi tình tôi. Nhà Trang biển này tình yêu không có đây, tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát. Chui sâu vào thân xác lưu đầy dạ chàng ơi, sao lắm cho vơi sau này.